đọc mà không ghi chú thì đó là một sự uổng phí. Nhà văn Robert Louis Stevenson, tác giả của cuốn Đạo Dấu Vàng, đã từng nói: "Tôi luôn có hai cuốn sách ở trong túi, một cuốn để đọc và một cuốn để viết." Cũng như câu nói mà cả nhà mới nghe ở phía đầu video, đó là nếu như đọc mà không ghi chú thì đó là một sự uổng phí, là một câu nói của người thầy nổi tiếng ở Việt Nam về luật hấp dẫn và phép màu đấy. Chính hai câu nói trên đã tạo ra ý tưởng cho tôi, và đồng thời tôi đã tự đặt ra một quy luật, đó là tất cả những cuốn sách khi mà tôi viết thì đều phải luôn có những cái phần riêng để cho ghi chú, và chính điều này tạo nên điểm khác biệt của cuốn Hành Trình Niềm Răng. Như trang 12 các bạn có thể thấy là bí kíp để bạn sử dụng sách Hành Trình Niềm Răng. Bí kíp thứ nhất và bí kíp thứ hai đó là đọc và viết. Vâng, có phần viết trong đó, và trong cuốn sách có rất là nhiều chỗ để các bạn ghi chú những thông tin của các bạn, các tình trạng răng của bạn hiện tại như thế nào, các bạn có thể tích vô trong đó rất là dễ dàng. Hoặc là khi mà các bạn hỏi những câu đó với bác sĩ thì bác sĩ trả lời như thế nào bạn cũng có thể ghi chú vô, hoặc là cái kế hoạch điều trị của bạn sẽ gồm những bước như thế nào bạn cũng có thể hoàn toàn ghi vào trong cuốn sách này. Mình cũng có chút lo lắng khi mà làm với phần ghi chú này, bởi vì phần ghi chú này thực sự như là một cuốn nhật ký lồng vô trong cuốn sách Hành Trình Niềm Răng. Bởi vì sao? Bởi vì cái thói quen mà ghi nhật ký của chúng ta đang dần bị quên lãng rồi, đúng không ạ? Chúng ta có phần note này, phần ghi chú này, phần mềm nhắc lịch ở trên điện thoại. Chúng ta có những mạng xã hội, blog, Facebook, Instagram để có thể chia sẻ với nhau nhiều. Và dường như chúng ta quên đi cái thói quen nói chuyện với chính mình, nói chuyện với cuốn sổ như cuốn nhật ký, đúng không ạ? Mình thực sự hy vọng với cuốn sách Hành Trình Niềm Răng có lồng phần nhật ký vô đó thì biết đâu chúng ta sẽ quay trở lại một thói quen rất là đẹp của những thập niên 70-80 thì sao? Đó là viết nhật ký. Ngày mai Ngọc Anh sẽ quay trở lại với tâm sự Hành Trình Niềm Răng với chủ đề là các bước đã hình thành nên nội dung trong cuốn Hành Trình Niềm Răng. Đây là link đọc thử 2 chương, bạn có thể đăng ký ngay, hoặc là nếu như mà bạn không cần đọc thử mà đặt sách ngay thì đây là link hanhchinhniemrang.com. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà có một nụ cười bình an.